chào mừng mọi người đã quay lại với kênh của Cindy trên channel. Thì hôm nay thì Cindy lại quay lại với chuyên mục Cindy khen khúc. Thì tập này là tập 2. Thì hôm nay Cindy sẽ làm gì đây? Thì Cindy sẽ làm món cà phê bột biển. Đây là một món dạo này rất là hot ở trên mạng, đi đâu cũng thấy nữa. Cindy lướt TikTok nè, thấy hoài luôn, rất là nhiều người làm. Và nghe nói nó rất là dễ làm và nguyên liệu cũng rất là ít. Nên bây giờ Cindy sẽ giới thiệu nguyên liệu nha. Let's go. Thì làm cái cà phê bột biển, cái món này thì tất nhiên là Cindy sẽ cần cà phê đen. Thì Cindy nghe nói là cà phê sữa hay là cà phê cacao nó sẽ không làm ra được cái giống như nó bột biển á. Nên là tốt nhất là mình hãy dùng cà phê đen, nó sẽ thành công hơn. Là sữa tươi, Cindy giống như là khuyến khích là nên dùng sữa tươi có đường. Tại vì dùng cà phê đen là nó rất là đắng rồi, nên là mình sẽ kết hợp với sữa tươi thì nó hoàn nguyện hơn, nó ngon hơn. Thì để đánh cái cà phê thì tất nhiên không thiếu được cái tô này, cái tô. Rồi một cái muỗng, thay vì muỗng cà phê Cindy sẽ dùng cái muỗng bự này. Đây, cái đồ đánh trứng. Và tất nhiên là cái đồ đựng, cái ly. Và không thiếu nữa là cái nước sôi Cindy đã nấu xong ở đằng sau rồi nè. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu nha. Thì đầu tiên là mở hộp cà phê đen này. Cindy nghe nói là cái cà phê á, mình phải chọn cái cà phê đen. Nếu mình chọn cái mà những cái mà cà phê sữa thì hình như nó sẽ không thành công. Hồi nãy Cindy lỡ xé trúng lên, Cindy lấy bịch này luôn. Nguyên liệu thứ ba để làm cà phê bột biển đó chính là nước sôi. Mọi người nhớ là nước sôi hoặc là nước ấm nhé. Đây, Cindy sẽ đi rót đằng sau. Nóng nên là mọi người nhớ chú ý đừng để phỏng tay nhé. Rồi Cindy nghĩ cỡ đổ cỡ trường chút, tại Cindy hơi lố một chút. Bây giờ mình tới công đoạn đánh thôi. Công đoạn này là công đoạn Cindy thích nhất, mà Cindy nghĩ cũng là mệt nhất luôn. Đánh tại vì phải đánh cho nó phồng lên luôn á mọi người. Bây giờ Cindy sẽ đánh nó hòa tan trước.
nó đánh mà nó mỏi tay kinh khủng luôn á mọi người. Thì sau khi đánh xong nè, sắp xong rồi chứ không phải xong đâu mọi người, nó đây nó sờ sờ như thế rồi, giống như là làm bánh kem á hay là kem á mọi người đó. Rồi bây giờ Cindy sẽ đánh tiếp, tại vì Cindy muốn nó trắng hơn nữa nó sẽ đẹp hơn. Đi trang trí cho bánh kem á, cái màu trắng trắng á, cái sữa hay ta, nó cũng đặc như vậy nè, nó cũng đẹp nữa. Tiếp sau khi 15 phút Cindy đánh nó đạt hiệu quả như vậy, không muốn đánh. Cindy không muốn đánh nữa, tuy là Cindy biết nè nó có thể trắng hơn nè và nó đẹp hơn nữa. Nếu bạn nào mà đang dùng cái máy mà đánh trứng á, Cindy nghĩ là có thể đánh thêm nữa, đánh thêm cỡ 20 phút, 5 phút nữa là bằng 20 phút á là nó sẽ đẹp lắm. Mà theo Cindy mệt rồi, nhưng mà Cindy nghĩ vậy cũng đẹp rồi đó, nó rất là đẹp mà nó rất là đấy. Rồi, bây giờ Cindy sẽ bỏ vô ly này nhé. Ding. Chờ Cindy lau tay đã. Trời. Cindy dùng 3 bịch nên là 4 bịch, 3 bịch đúng không? Cindy dùng 3 bịch nên là nó giống như là đánh rất là mỏi, còn nếu bạn nào mà 2-3 muỗng thì Cindy nghĩ thì cũng thấy dễ thôi. Rồi. Tay nghề Cindy không tốt lắm đâu. Thôi, Cindy nghĩ là dùng cái thìa bự này. Chắc cỡ 2/3 cái ly quá. Tại Cindy rất là thích uống lạnh. Nhà Cindy ai cũng thích uống mà vậy. Đông đá luôn á. Vậy đi, Cindy nghĩ là vậy. Dạ được rồi. Tiếp theo công việc tiếp theo đó chính là bỏ sữa. Thì Cindy nghĩ á, là thường á đại cà phê nó đánh bột biển thì nó đã rất là đắng rồi, mà trong khi mà mình uống mà sữa không đường là nó không biết nó đắng chỗ nào luôn. Nên là Cindy khuyến khích mọi người là nên dùng sữa có đường hoặc là ít đường á, nó sẽ giống như mùi vị nó đúng hơn. Cindy sẽ lấy cái này đâm vô. Thì bây giờ Cindy sẽ múc cái cà phê bột biển này vô. Thì trước khi mà bỏ vô á, Cindy nghĩ là mình nên đấm mấy cái nữa. Tại mình khi mà mình để nó sẽ biến màu, nó sẽ biến đậm hơn á. Nó không trở lại dạng cũ mà nó sẽ biến đậm hơn thôi. Đó, nó cực kỳ giống kem luôn. Đây là trước nha. Bây giờ Cindy cũng là sẽ dùng cái muỗng thần thánh này bỏ vô. Đây. Nhìn rất là đẹp luôn mọi người ơi. Bỏ vô nha. Wow. Đây Cindy lượt bỏ nhiều luôn. Tùy theo thôi, nếu mà mọi người không thích uống đắng á thì Cindy nghĩ là mình làm ít cà phê bột biển hoặc là bỏ ít bỏ nhiều sữa hơn đó, bỏ thêm lớp nữa cho nó lên cho đẹp ha. Đó, đi vậy nè, Cindy thấy đây vậy nè, kéo xung quanh chứ. Thì tùy mọi người thôi, có người thì thích uống mà giống như là không có đánh đó, không có đánh, nó chỉ để vậy uống luôn thì tùy người thôi, có người thì muốn trộn lên. Xin đi để vậy cho đẹp nha. Hai rồi.
Đây là gì? Cái này là sau khi thành quả, gọi là thành quả của Cindy sau khi làm miệt mài 15 phút nãy giờ mà rất là mệt luôn đó. Đây là thành quả Cindy, nhìn cực kỳ đẹp, màu nâu với màu trắng hòa lại, nhìn giống như là cái màu nó đối lập, nhìn rất là đẹp, đúng không mọi người? Thì ở cái này là Cindy học ở trên mạng, gọi là cà phê bột biển. Cái món này thì cũng khá dễ làm. Nhà mọi người nếu mà có cái máy đánh trứng điện tự động á thì đỡ mỏ tay hơn. Nên là cái này Cindy nghĩ mọi người nên thử. Rồi bây giờ Cindy sẽ uống thử nhé. Rồi. Thì bây giờ Cindy sẽ uống thử nha. Mới uống được phần xuống. Kéo lên chút. Nó rất là ngon. Cái này giống như mà kết hợp á, cái chỗ chính giữa này nè, mọi người uống chỗ này nè, giống như cảm giác là sữa cà phê á, cái có mùi sữa cà phê á. Khi mà Cindy uống á, cái sữa này là uống lại là tại vì sữa mà sữa có đường, Cindy mua sữa có đường, ít đường á, nên là nó sẽ có đường mà nó béo. Nó uống thì khá béo. Ở trên thì là cà phê nên là nó hơi đắng, nhưng mà khi kết hợp hai cái này lại là nó rất là ngon, nó rất là thơm. Uống giống như sữa mà cái mùi cà phê á, vị cà phê á, rất là ngon. Ngon. Và video đây cũng kết thúc rồi. Cindy nghĩ cái món này á rất là dễ làm, chỉ cần cái này những nguyên liệu ở nhà Cindy thấy là mọi người ai đều có, thì nên là khuyến khích mọi người nên làm thử cái ly này. Thì có thể làm chỉ được nửa bịch hoặc bịch thôi, không cần giống Cindy làm ba bịch, tại Cindy cả nhà Cindy đều thích uống. Vậy thì video đây đã kết thúc, bye bye mọi người. Nếu mọi người thấy cái món này ngon và làm được thì nhớ like và subscribe và share nhé. Đừng quên comment bên dưới nữa. Bye bye. Hẹn gặp lại vào tập sau. Bye bye. Bye bye.